À, thế là cả đội 1 là ra phụ hết. À, thế là vắng một nhà thôi. À, là có mặt hết rồi ấy, chỉ thiếu một nhà thôi, cả tổ ấy. Nhưng mà cái này Hưng Hưng nhờ hay là như nào Hưng? Cái này là bên bên xóm người ta hội ý với nhau ấy. À. Ở nhà này có bị sạt lở. Nhà ai bị sạt thì cả xóm đi hộ thôi đúng không? Vâng. Đi giúp đỡ. Chết hết rồi. Chết hết rồi á? À? Vâng. Ôi rồi, thế bây giờ còn mấy con? Còn 2 con. Sao anh trai lại không nói cho anh ấy? À, Tuấn. Anh trai bảo là sợ anh nói anh trai. Sợ. Lúc đầu nó có biểu hiện gì không, à, Thuận? Lúc đầu á, nó không ăn cỏ mà nó ngủ ấy. À. Sau đó đến một tí là lúc là em đi động vào nó mà nó còn kia. Nhưng mà lúc sau, còn cái lúc là em đi động là em đi động đến là nó còn kia. Nhưng lúc sau là nó không kêu rồi. Lúc sau chết luôn. Đúng luôn ấy. Nó tự nhiên vì thế là như nào? Có nghĩa là nó không ăn cỏ được mấy ngày nó mới chết. Ừ. Nó một ngày thôi. Một ngày? Không. Một lúc thôi đúng không? Vâng. Cháu Trinh xin mến chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với thức phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Bác mến, hôm nay thì cháu Trinh có lên trên nhà của em Hưng. Và ngày hôm nay thì ở trên nhà cũ của em Hưng là có... Em Hưng có nhờ các bác ở trong làng ra phụ để hót hết cái đống đất mà bị đổ sau nhà ấy các bác, sau nhà cũ ấy. Thì hôm nay em ấy có nhờ cháu Trình mua thức ăn lên cho. Đây là có giá đỗ này với cả đậu phụ các bác. Đây em ấy nhờ cháu Trình mua hai thứ lên. Thì hiện tại đang buổi trưa rồi các bác, cháu Trình cũng đã mua lên đến đây rồi. Đấy, cái đoạn đường lên trên nhà của em Hưng thì xe hiện tại là chỉ để được ở dưới này thôi các bác nhé. Còn một đoạn nữa là phải đi bộ lên. Cũng phải nói là toát hết mồ hôi mới lên được đến đây các bác đây. Những cái đoạn đường rất là khó luôn này. Chỗ này lên là không lên được rồi. Trước cháu Trinh cùng với cả em Hưng vừa mới sửa lại một lần xong à. Mưa nó lại hỏng hết này. Những cái ổ voi này là ổ voi đây. Sạt lở rồi xói mòn hết này. Không leo lên được các bác. Đoạn đường mà cháu Trinh đi từ dưới kia lên là cũng vừa trơn này, vừa khó đi nữa. Em ấy bảo là từ sáng nay rồi ấy, là nhờ các bác ở trong làng đấy, là những bác ở khu này này, ở tổ, hình như là tổ của em ấy tổ 3 hay sao quá, thì có nhờ bà con trong làng ra phụ để vét hết đằng sau nhà. Tầm giờ chắc là cũng xong rồi các bác ạ. Đấy, cháu Trình gọi thì em ấy bảo là gần xong rồi, làm thông trưa luôn. Hiện tại thì chắc 2 giờ các bác, 2 giờ rồi mà cháu Trình mới mua thức ăn lên này. Có nghĩa là làm xong lúc nào thì ăn lúc đấy các bác. Cái đoạn đường lên thì cũng may mắn là chúng cháu còn lên xe được một đoạn đấy, chứ không mà đi bộ từ dưới kia lên là mệt lắm các bác. Mấy hôm nay thì trời vẫn mưa đều đều các bác, hầu như là hôm nào cũng mưa, hôm nào cũng phải có một trận mưa. Wow. Bao giờ hết mùa mưa này đi, chúng cháu sửa lại cái đường này là cho đến tận nhà cũ luôn các bác, đến cái này nhà cũ luôn, nếu mà sửa là vẫn được. Đây, như con xe này là để đây được mấy ngày rồi đấy, đường ở dưới kia hỏng xong là cũng không lấy xuống. Lấy xuống lại lấy lên không được. Ở khu này là vẫn có 1-2 nhà ở phía đằng kia, ở trên này nữa. Là gần như là xe là không đến nhà đâu các bác. Nhà nào cũng phải để xe ở ngoài như này này, rồi đi bộ một đoạn. Wow, mệt quá. Nhà Hưng Thuận thì cấy hết rồi. Khả năng ở trong làng thì
chắc là cũng cấy hết rồi đó các bác. Ở một số nơi là vẫn chưa cấy đâu. Một số nơi thì bây giờ đã làm cỏ đấy các bác. Bây giờ bắt đầu đến mùa măng rồi. Nhà Hưng thì cũng có vài bụi tre ở trước nhà ấy. Wow. À, sáng nay hót được một đống to này các bác. Hót ra kè đây. Khả năng là xong rồi đấy. Đấy, như này mà để một mình em ấy làm thì bao giờ mới xong. Đây, một đống đất to luôn này. Ui, bây giờ lên không được cơ. Xong rồi à Hưng ơi? Cơm rồi anh ạ. Bên này thôi. Ừ. Ăn cơm chưa? Ăn cơm. Ăn cơm á? Vâng, lên nhà đi. À, con chào con các bà, chào cô, chú ạ, chào anh, chú chị ạ. Hót mỗi phần này thôi à, phần trên này thôi à? Phần trên này không hót này, hót xong lại tụt xuống đấy. Ừ. Nhìn thì thế rồi cũng làm lâu ấy nhở, hôm nay có mấy người đấy? Khoảng 3 mâm anh ạ. 3 mâm cơ? Ủa, không đông phết nhỉ? Nhưng mà làm cái chỗ này nó lâu, bởi vì mình phải ủn đất ở kia nó lâu. À. Cái này đây nhỉ? Ừ. Đây, lấy mic cho anh nhé. Đấy. Ừ. À, đâu, mic ở đây. Cái nhà đó. Ừ. Để anh xem qua. À. Coi như là cũng như này là được rồi các bác. Cũng ổn rồi. Ở đây là em ấy có làm lại rãnh nước đằng sau nhà này. Mưa to thì vẫn tràn vào bên trong được các bác nhé. Còn là cái đất này thì khả năng là bây giờ nó cũng không xả xuống nữa các bác. Tả ly cũng thấp, với cả là đất này cũng kiểu dạng là đất cứng các bác. Chứ mưa như này là nước nó trôi vào dưới gầm sàn này bẩn hết các bác. Tại vì là em Hưng có nhốt cả con trâu và con lợn trong gầm sàn ấy. Cho nên là người thì ngủ ở trên, còn dưới này là chỗ của con trâu với cả con lợn. Đấy, phải quen cơ các bác. Đi lên trên nhà của em Hưng nhiều rồi cho quen rồi chứ. Nếu mà mới đầu lên ấy là ở trong nhà vẫn mùi phân trâu, phân chuồng quá. Đấy, rất khó chịu. Thế là một buổi cũng xong. Khả năng là làm thông trưa các bác. Em ấy làm một buổi. Nếu mà làm cả ngày ấy thì cháu Trinh đang bảo là em ấy cho các bác xuống phụ để làm nhà, chỗ nhà mới ấy các bác. Chỗ nhà mới hiện tại là cũng bị sạt ở phần tà ly khá là nhiều. Mà khả năng là em ấy chỉ nhờ các bác được mỗi buổi sáng thôi. À, chuyển ra đồ đây, một đống. À, đây các bác. Toàn phần chuồng này bây giờ nó kiểu là nó bị nhão như này hết mà các bác. Không phơi được khô, rất là mùi, với cả là cái này thì phải phơi khô thì mới đi bón phân được, đi bón vào ruộng, vào nương được. Bao nhiêu con lợn hay là con trâu là gia súc để dưới gầm sàn hết. Đây. Các bác trong làng đến phụ khá là đông rồi các bác. Nhìn dép là biết. Em Hưng bảo là 3 mâm. 3 mâm. Trinh thử lên trên nhà xem. Ồ. Hả? Ờ. Ờ. À, cũng được 3 mâm. À, đang ăn cơm rồi. Các cô, các bác là đang ăn cơm rồi đây. Nay làm từ lúc mấy giờ đấy Hưng? Sáng thì làm từ lúc 8 giờ anh ạ. 8 giờ sáng á? Vâng. Làm đến mấy giờ mới xong? Làm đến 11 giờ bắt đầu 10 giờ là nghỉ ăn cơm. À. Xong là làm tiếp, làm xong thì nghỉ ấy. À, thế bây giờ lại bổ sung thức ăn đúng không? Vâng. Mua lên lại bổ sung sau. Vâng. Ừ. Anh tưởng là làm đến tối cơ.
Không. Đến tối thì anh xong. Lên hơi muộn. Xong rồi đấy. Ừ. Thế là cũng được một buổi đúng không? Vâng. Ở đây là bà con ở trong làng này hết chứ? Vâng anh ạ. À, có các chú với cả các cô đây chú bác. Có cả anh Cương nữa nhỉ? Anh Cương vâng. Là làng dưới kia mà, không lên đây phụ à? Vâng. Hưng gọi hay là tự lên đây? Không, cái này cả xóm anh ạ, cả xóm hộ nhau ấy. Cả xóm à? Tổ hay là như nào? À, thế ở đây là tổ 1 à? Tí đi. Khu nhà Hưng là đội 1 à. Thế là cả đội 1 là ra phụ hết. À, thế là vắng một nhà thôi. À, là có mặt hết rồi ấy, chỉ thiếu một nhà thôi, cả tổ ấy. Nhưng mà cái này Hưng nhờ hay là như nào Hưng? Cái này là bên xóm người ta hội ý với nhau ấy. À. Bảo nhà này có bị sạt lở. Nhà ai bị sạt thì cả xóm đi hộ thôi đúng không? Vâng. Đi giúp đỡ. Như này là có nghĩa là các chú các cô ở trong làng chỉ đến phụ Hưng là không công thôi các bác, đến giúp thôi, giúp Hưng. Có nghĩa là khắc phục cái sự cố mà sạt lở ấy. Đấy. Nóng nhỉ? Nóng. Ở làng mình là có nhiều nhà bị sạt không? Có mỗi nhà em thôi. À. Vào ăn cơm luôn anh ạ. Ừ. Ăn đi, anh vừa mới ăn xong mà. Vào ngồi bên này, ngồi với các chú đây. Ăn đi để anh xem lửa cho. Này dồn dồn vào một tí để cho hai anh ấy ngồi với anh Cương ơi. Ngồi dồn dồn một tí để em lấy bắt đúa. Tổ này là nấy chia cho bác ấy một nửa rồi à Quân? Chia nhau rồi. À, đây các bác, đây là tổ ong của em Quân này. Tổ trình tiện thể là ra cùng cả em Quân, xe phụ em Quân là vát luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ xe để vào khăn xô này, sau đó là vát các bác nhé. Ui đặc sánh luôn này. Wow. Mượt đẹp thật, với cả rất là thơm luôn. À, nếu mà đi tìm mà tổ ong ấy thì mình làm như thế nào mình mới tìm thấy đấy Quân? Mình lấy một cái gì đó thơm thơm xong là mình cứ cầm theo, có con ong nào mà nó về ăn cái mình đang làm mồi ấy, xong là đi theo nó. À. Có nghĩa là phải làm mồi để câu các bác. Câu con ong ấy. Chúng cháu mỗi lần vắt xong mật ong là chúng cháu xe lấy sạt. Và cái khăn này chỉ chuyên để vắt mật ong thôi. Cho nên là quý bác anh chị cứ tin tưởng về chất lượng. Với cả là về những cái sản phẩm em Quân làm ra thì em ấy rất là sạch sẽ luôn các bác. Wow, trong vắt. Wow, đặc lắm các bác đây. Rất là đặc luôn. Đặc sánh luôn. Khi mà vừa ấy vát xong thì nó sẽ nổi bọt lên như này này. Đấy, cho nên là nó chưa thể mà trong được ấy. Và em ấy vừa mới khai thác về nữa, trong cái lúc mà vận chuyển đi lại nữa. Đấy, sau khi mà xem được cái thước phim này, quý bác anh chị muốn đặt hàng của em Quân thì có thể là liên hệ trực tiếp vào cho Trình qua số điện thoại mà Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Bóp như này, sau khi mà gửi xuống thì nó sẽ không bị bung nắp ấy các bác. Tại vì nó hơi nó rất là căng luôn. Mà đông thì vừa mới vắt xong. Đấy, phải bóp. Không bóp là quá trình vận chuyển là nó nổ. Đúng, trình dán là một cái tem to thế này. Trong đó là có cả công dụng, cách dùng của mật ong. Thì quý bác anh chị mà còn chưa biết sử dụng ấy thì có thể là đọc về cái công dụng và cách dùng của nó các bác nhé. Con rất mong là các ông các bà sẽ sản phẩm mật ong của con để con có cái phí đổ xăng đi học và có tiền ăn sáng ạ. Đấy, vừa rồi thì chúng cháu đã ăn cơm xong rồi các bác nhé. Em Hưng thì đi xuống dưới kia trước rồi các bác. Chương trình ở đây để cùng với cả em Thuận làm những công việc ở nhà một lát đã thì chương trình mới xuống sau. Đấy, em Hưng thì vẫn đang xuống chỗ nhà mới để làm những công việc ở nhà mới các bác. Đây là
Cái nguồn nước của em Hưng với cả em Thuận thì trước đó Trinh cũng đã quay rồi các bác, là hiện tại ra rất là to luôn. Thuận thử nhấc lên xem nào, xem nó ra nhiều không. Ui sao lại ra ít thế? Nhấc lên nó ra ít. À, mùa này mưa là vẫn có nhiều mà nhờ. Gắn mic nghe. Thử nhá. Ôi, không gắn không được này, Thuận tự gắn đi. Đây à, tí sợ anh, sợ em nói bé quá à. Thuận chào con các bà đi. Con chào con các bà. Rồi. Đây, rửa đi. À, con dê mình là buộc ngay đây luôn à? Vâng. À, đây các bác. Buộc hai con dê ở đây này. Đi, lên trên này đi. Tí rửa xong. Ờ. Mấy con kia buộc ở đâu ấy Thuận ơi, con dê ấy? Chết hết rồi. Chết hết rồi á? À? Vâng. Ôi rồi, thế bây giờ còn mấy con? Còn hai con. Hai con thôi á? À? Vâng. Ôi rồi, ôi, con dê nhà anh em Hưng với cả Thuận chết hết rồi các bác. Chỉ còn hai con. À, hai con này cũng gầy này. Nhìn gầy. Hai con với cả là con nhỏ hai con nữa. Con nhỏ hai con nữa. Vâng. Hai con lớn, hai con nhỏ. Vâng. Thế trước là có 7 con. Bây giờ là còn 4 con. Vâng. Chết đi 3 con rồi. Vâng. Đúng không? Thế cả con bé nó cũng chết được 2 con ấy. Ừ, thì giờ thế. Chết 2 con bé với cả 1 con to đúng không? Ừ, nhiều con to lắm. Ừ. 3 con to. 3 con to, 2 con bé rồi á? À? Vâng. Đúng không? Ừ. Thuận thử đếm xem có đúng không? Đủ chưa? Hết chưa? Ba con to, một con bé. À, hai con bé hay là một con bé? Hai con bé. Hai con bé. Ừ. Thế thì thành chết đi năm con rồi. Đúng rồi. Thế rồi nhá, con to thì ba con, không con bé thì hai con, thì cả bốn con. Ừ. Thế là thành 5, 6, 7, 8, 9. 7 con mà, tính lại cho anh xem nhé. Ừ. Bây giờ con to chết đi à? Ba con nhỏ chết đi hai con. Ừ, là thành 5 con rồi. 6, 7 đấy. À, thế bây giờ còn hai con nhỏ mà. Hai con nhỏ này mới đẻ sao à? 8, 9. Đúng không? Không, đẻ trước ấy, con nhỏ đẻ trước ấy. Ừ, thế là đẻ thành, bây giờ đẻ cả hai con nhỏ thành 9 con rồi. À, chết đi 5 con rồi. Vâng. Đúng không? Đúng mà, bây giờ còn 4 con. Đấy, còn 9 con ấy. Ừ, ôi dồi ôi, các bác à. Ở trước đó trình lên thì thấy em Hưng bảo là con dê của em ấy bị ốm xong là ở lâu lâu lại bảo chết một con đấy các bác. Thì có Trinh cứ nghĩ là dê con, cả dê mẹ luôn. Em Hưng thì không nói cho Trinh biết các bác. À, sao anh trai lại không nói cho anh ấy hả? À, Tuận. Anh trai bảo là sợ anh nói anh trai. Sợ anh nói á? Vâng. À. Chắc là Hưng kiểu là sợ cháu Trình nói em ấy hoặc là như thế nào khi mà dê chết như thế các bác. Thì đối với chúng cháu ấy các bác thì có cái như thế nào là chúng cháu sẽ chia sẻ như thế. Cháu Trình không giấu giếm gì cả. Con dê của các em bị không biết là bị làm sao bị chết như thế. Thì cháu Trình cũng phải thông báo lên trên kênh cho các bác anh chị cùng nắm bắt được. Là em Hưng cũng cùng với cả em Thuận là ở nhà. Không phải là không cho ăn hay gì cả đây. Vẫn suốt ngày đi chăn dê rồi lấy cỏ cho nó ăn. Với cả thuốc cháu Trình mua lên thì không phải ít đâu các bác. Cũng phải gần hơn 3 triệu, gần 4 triệu đấy các bác. Tiền thuốc ấy. Riêng tiền thuốc tiêm cho con dê ấy. À, nhưng mà nó vẫn bị, không biết là bị sao. Nó bị ốm hay là nó lúc đầu nó có biểu hiện gì không? À, Thuận. Lúc đầu á, nó không đi ăn cỏ mà nó cứ ngủ ấy. À. Sau đó đến một tí là lúc là em đi động vào nó mà nó còn kia. Nhưng mà lúc sau còn cả lúc là em đi động là em đi động mới là nó còn kia. Nhưng lúc sau là nó kia rồi nha. Lúc sau là chết luôn. Vâng, nó cứng luôn ấy. Nó tự nhiên bị thế là như nào? Có nghĩa là nó không ăn cỏ được mấy ngày nó mới chết. Nó? Ừ. Nó một ngày thôi. Một ngày? Không. Một lúc thôi đúng không? Vâng. Có nghĩa là mình thấy là nó kiểu là nó không ăn cỏ nhưng mà đến lúc sau là nó chết luôn à? Vâng. Ui dồi ôi. Nó không đi ăn cỏ được ấy. Ừ.
Có nghĩa là nó bị chết đột ngột đấy các bác. Bị chết đột ngột. Tự nhiên là nó khác chết đấy các bác. Đấy thì thật sự là con dê là con vật mà khá là dễ nuôi rồi các bác. Tại vì con dê chỉ lấy chăn thả là lấy buộc. Buộc cho ăn cỏ thôi các bác. Rồi cắt cỏ cho nó cũng ăn, nó ăn tạp ấy, kiểu ăn tạp ấy. Nhưng mà không hiểu một cái lý do tại sao. Đấy, khi mà em Hưng nuôi ấy, con dê ấy thì lại không hợp với em ấy. Con dê là bị chết. Và thật sự mà nói, để mà nói thì không phải là mê tín của bác. Nhưng mà để mà nuôi được những con vật nuôi ấy, như con lợn hay là con dê, con trâu, con bò, nếu mà không hợp với các bác là không hề nuôi được các bác nhé. Với cả là ở trên này thì có rất là nhiều những cái gọi là mê tín dị đoan, như là kiểu là bị ma gà các bác. Đấy, về những cái đấy thì sợ là bị trúng bùa ngải hay là ma gà gì đấy, thì đó là những cái những cái lạc hậu hay là những cái mê tín mà bà con hay mê tín theo kiểu đấy các bác. Cứ đi con dê mà không ăn, cứ đi làm, đi xem bói, đi xem thầy làm cúng kiếp các thứ. Đấy, thì cháu Trinh cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao con dê của em Hưng lại chết hàng loạt như vậy. Thế bây giờ là chết đi cả con to cả con nhỏ là 5 con dê rồi các bác nhé, không phải ít, 5 con rồi. À, 5 con cũng không phải ít rồi đấy, còn chết đúng rồi, nhiều hơn con mấy con còn sống ấy. Khi mà hai anh em nuôi ấy các bác, nuôi đến giờ thì cũng đã được gần 1 năm rồi, được hơn 5 rồi. Mà hai anh em chưa có thành quả gì cả, chưa được bán con nào cả các bác. Nuôi lớn lớn lại chết hết. Con dê con thì bây giờ tính ra là nếu mà không chết là con to rồi đấy nhờ. Vâng. Con to rồi. Cho còn sắp giống con mẹ còn được đẻ đấy. Ờ, bây giờ chết hết, bây giờ chỉ còn mỗi con đực đen này, màu đen này, con đực màu đen với cả con mẹ này đâu các bác. Mà cháu Trinh thấy là con mẹ này cũng gầy rồi này. Với cả hai con con. Ờ, bây giờ còn hai con nữa, hai con thì đang đi ăn rồi các bác. Đấy. Em Hưng ấy thì không kể với cháu Trinh. Em ấy sợ là nói với cháu Trinh thì các bà sẽ nói em ấy, hoặc là cháu Trinh sẽ nói em ấy thì em ấy không dám nói. Để cháu Trinh lên thì chắc chắn là sẽ gặp thôi, không thể giấu được. Với cả cháu Trinh cũng không giấu giếm gì với các quý ông bà, quý mạnh thường quân. Đấy. Khi mà con dê mất thế, lỗi cũng không phải là tại em ấy. Em ấy cũng đã chăm sóc và cố gắng hết sức rồi. Đã mua hết bao nhiêu tiền thuốc thang để chạy chữa tiêm cho con dê rồi các bác. Cháu Trinh là người mà em Hưng xin những cái khoản tiền mà em ấy đi mua thuốc và tiêm cho con dê. Đấy, mất đi bao nhiêu tiền nữa các bác mà cũng không khỏi được. Ôi dồi ôi. Đấy, bây giờ cháu Trinh cũng xin phương án của quý bác anh chị. Nếu mà như này mà còn có cái biểu hiện gì ấy thì khả năng là bán hết đi các bác ạ. Bán hết đi, không nuôi nữa. Chứ bây giờ nuôi trước là có hẳn một đàn luôn, bây giờ chết dần chết mòn hết rồi. Còn lại có hai con mẹ với hai con thôi. Nếu chết dần chết mòn không rõ nguyên nhân gì thì để em ấy ở nhà nuôi cũng lại tốn công, với cả là đến lúc mà sắp nên bán rồi lại bị chết như vậy. Thật sự cũng rất là đáng buồn quá. Để cháu Trinh cũng xin quý bác anh chị xin giải pháp xem là nên làm như thế nào các bác nhé. Một là bán đi, hai là có cái giải pháp nào tốt hơn để có thể là tránh được con dê bị chết hết như vậy các bác. Ôi dồi ôi, bao nhiêu công sức. Đấy, em Thuận thì hàng ngày vẫn ở nhà chăn dê này, rồi chăn cả con trâu nữa, rồi con lợn ở nhà nữa. Đấy, cứ làm những công việc ở nhà thôi, loanh quanh ở ngôi nhà cũ của bác. Hôm nay cháu Trinh cũng lên nhà cũ để ăn cơm, sau đó là ở nhà mới biết là con dê của em ấy bị mất như thế.
Đấy, bây giờ thì cháu Trinh cũng di chuyển xuống dưới nhà mới để cập nhật tiến độ ở nhà mới và xem là hộ được Hưng làm công việc gì ở dưới nhà mới không các bác nhé. Còn thước phim đến đây khá là dài rồi, cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh những em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì cháu Trinh lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì cháu Trinh sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trinh bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trinh chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trinh sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trinh rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đây thì cháu Trinh có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trinh sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trinh đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trinh đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trinh khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trinh muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, thì quý bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho cháu Trinh để cháu Trinh sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà cháu Trinh đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng các bác nhé. Đây, còn trước mắt của các bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, các bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai, ngon, để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại. Một là sẽ sản xuất bằng máy các bác nhé. Đây là sợi miến được cắt bằng máy. Còn đây là sợi miến thủ công các bác nhé. Thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối các bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô các bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lên nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng
đặc sản trên vùng cao để cho Trinh có thể tiêu thụ phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.